Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Giàng A Pháo nhá. Trước mặt mình là một cánh đồng và có một cây cọ mọi người, cây cọ trên Tây Bắc mình đó. Năm nay mình thấy nó rất sai rất là nhiều quả nha mọi người. Năm ngoái thì không. Và nghe theo các cụ nói thì cứ năm nào mà cọ sai quả ấy, thì năm đấy sẽ là một năm rét và đầy thiên tai. Cũng không hẳn là không phải không biết là có thật hay không, nhưng mà mình chỉ nghe các cụ nói thế thế thôi. Đó, hôm nay mình đang ở trên đồi mọi người ạ. Mình ở chăn đang ở trên đồi nhá. Anh Mạnh vào. Anh Mạnh vào. Đây, xin chào Mạnh và Thùy. Anh Mạnh và Thùy đang hái cái quả chám mọi người ạ. Mình quay lên cao thì nó tối lắm. Đây, cái chám khá là cao. Và mình đang chòi nhá. Thế chám về để tí sẽ nấu một món ăn liên quan đến quả chám này. Cái nhà đâu? Cẩn thận nó có nhựa đây em ạ. Ui. Ông cành à, bà lá, gói cành bà lá. Anh mắc được cái liềm giả. Cái liềm đâu? Mắc luôn cái liềm trên cây à? Cẩn thận nha, thì nó rơi vào đầu ấy. Đồ phá hoại. Thôi vậy. Thế thôi, em chẳng mong gì nữa. Kệ nó rơi vào đầu anh Mạnh ạ. Trò chỗ khác đi. Cái liềm, mình lắp cái liềm vào trên cái cành, nó bị tuột mất rồi mọi người. Mắc trên cây. Rồi, mình sẽ nhặt nhé. Anh đoán 100% là đang kiếm nó trộm cái liềm của anh à? Đang nhặt trong liềm rơi đâu vẫn nhỉ? Cẩn thận nhá Thùy nhá. Vì làm sao anh về anh không ngủ được. Đó, những quả chám này mọi người. Anh đau nòng lắm ấy. Từ cả đêm về. Anh đau nòng lắm. Cẩn thận nhá, rơi đầu em nhá. Em đang ở trung tâm của sự nguy hiểm. Thấy cái liềm thật ạ. Ơ, cái cành kia vẫn còn quả kìa em. Đó. Còn hai quả lận. Mắt anh còn tinh hơn. Đây mọi người. Những quả chám này. Chám này bắt đầu nó mới vào mùa nhá. Mình chỉ thích ăn chám với chấm súp thôi. Ngon lắm. Nó chua chua chát chát. Tuyệt vời, chân của anh có một quả kìa. Dây cái tán cây. Ui. Ui, cẩn thận đó. Ô, rơi vào đầu em. Ông Mạnh này. Giống nó bé hết đây. Được khá là nhiều rồi, bọn mình sẽ đi về. Ok, chám này nhiều thật đấy, nó sai kinh khủng khiếp luôn. Bọn mình sẽ di chuyển đi về nhá. Đi về sẽ nấu một món liên quan đến chám ngày hôm nay. Rồi sẽ theo chân Thùy và Mạnh vậy. Rồi, let's go. Không biết ở đây mọi Thùy và Mạnh có gì đây. Đây quả quất phong bì này. Ủa, chua lắm. Chua ạ. Nó chín chưa? Chua. Nhà đến kẹp mặt. Đây mọi người, cây quất hồng bì đây. Ở trên này thì mình có cây mắc mật đấy nha mọi người nha. Mắc mật thì cũng giống như quất hồng bì, nhưng mà lá nó thơm hơn và để quay lợn đó mọi người. Lá mắc mật để quay lợn quay vịt đó. Nó cũng gần như quất hồng bì này, nhưng mà lá nó sẽ bé hơn và thơm hơn nhá. Quả nó cũng bé hơn. Anh Mạnh cho em xin một quả. Em cũng muốn ăn được. Xin đứa vẻ mặt thèm thương ấy. Đùa. Vâng, người anh tốt nhất năm. Tốt nhất năm. Em Mạnh cho em xin quả.
nhất đấy. Đúng rồi. Cho em xin quả nữa. Quả cái đi. Đấy. Thế phải tốt hơn ông Chanh. Đùa. Thế chưa thấy một ông anh nào tốt như ông này ấy. Rồi em cảm ơn. Em ăn cả bé rồi. To để anh ăn. À, thôi bọn mình sẽ di chuyển đi về nhá. Chú quá. Đi. Đây rồi mọi người, bọn mình di chuyển đến nhà bác Cường nhá mọi người nhá. Hôm nay bọn mình sẽ làm một món ăn khá là hay của dân tộc mình mọi người ạ. Hôm qua mưa mà mọi người, thời điểm đấy bây giờ chắc là tối nay cũng lại mưa đấy. Người dân họ đi soi được rất là nhiều ếch, bọn mình đã kịp mua được cả vài kg rồi. Bây giờ sẽ vào nhà bác Cường và nấu ăn ở đây nhá mọi người nhá. Hôm nay mình có Thùy và Mạnh nữa đó. Rồi, ở trong này, bọn mình đi xe di chuyển vào, xe máy mà. Vừa rồi bọn mình đi đi hái quả chám ấy thì đi hái quả chám ở rất là xa và mình phải đi xe máy, di chuyển xe máy. Và mình đi cũng đi chợ mua được tí đồ nữa. Đây mọi người, Thùy thì cầm bao nhiêu đồ rồi? Còn mình mua ở chợ thôi. Có hoa thiên lý, ở đâu? Hoa thiên lý thì ở nhà bác nha mọi người nhá. Của nhà bác có sẵn à. Còn mình mua bí với hoa quả các thứ thôi. Đây là bác gái. Đó, bác đang băm cỏ cho lợn mọi người. Thì đã nhanh chân vào nhặt rau rồi mọi người ạ. Đang nhặt rau nhé. Còn ếch thì mọi người, hôm qua người ta đi soi về ấy, trò đây nó có sống. Đây là 2kg ếch. Nó to lắm. Thì nữa mình sẽ quay gần gần cho mọi người xem nhé. Bây giờ bỏ ra nó chạy mất. Anh Mạnh thì đi lấy xả với lại nghệ rồi. Mùa mưa này thì cái rau bí nó tốt mọi người. Mới hôm nay mưa rau bí tốt lắm. Ra chợ người ta bán đầy ấy. Mùa này mùa bí mà. Đúng rồi. Ở nhà bác cũng có. Nhưng mà vừa rồi ở chợ tiện đây. Thôi mua luôn mọi người ạ. Được cái tiện thể. Đó. Đây. Những quả chám ấy thì sẽ được ngâm nước mọi người nhé. Ngâm về nó rơi bẩn ấy, ngâm cho nó sạch các thứ ấy. Đây là vườn của bác mọi người. Đó, anh Mạnh thì đang nhặt gừng nhá. Ôi ôi, cái dàn quả này nó bị đổ mất rồi. Gió to quá. Dàn quả dưa mọi người. Đây, anh Mạnh đang nhặt gừng mọi người. Gừng và ớt mọi người ơi. Mọi người ơi. Nhà bác có cái ớt sai thật. Chịu quả luôn. Đúng rồi, càng bé càng cay mọi người. Ớt ấy. Giống đồ ấy. Đúng rồi, đại bé hạt tiêu. Cái này cái gì đó? Cái đấy là cây ăn giống ngót ấy mà anh. Ăn giống rau ngót ấy. Rau ngót rừng đấy đúng không? Không phải rau ngót rừng. Rau ngót rừng là loại hệt rau ngót nhưng mà là lá nó bóng. Còn loại này là cây gì nhỉ? Nó là thuốc đấy. Đúng rồi, nó là thuốc. Nó ăn giống rau ngót mà.
nên nó không ngọt mà rau ngót thôi. Ăn gần gần tựa tựa rau ngót luôn. Anh Mạnh sẽ lấy thêm sả nhé. Món này có gừng, à đúng rồi, có gừng, có ớt, có sả, có nghệ vào thôi, chín màu nữa. Đúng rồi, bọn mình sẽ làm con ếch mọi người. Đẹp mắt. Để thêm một tí nữa, ở nhà có một tí không? Được chưa? Cái bụi nó bé quá, không em lấy nhiều. Lụi gì? Rồi, chuyển đi về nhá. Về mổ con ếch không tí muộn mất. Có quả dưa này anh. Đó, đó, đó. Đó, đúng rồi ạ. Mắt mình tinh thật. Miu, con chó cho mình. Mặt đồ tinh rồi. Đi đâu ấy, đi đâu ấy. Đứng ở đây mà còn nhìn thấy xả ra nhà. Xả ra nhà cơ mà. Mày đi đâu về Miu hả? Chắc là anh đem mấy đồ ấy đâu. Anh ấy về cho Thủy. Được. Trái duy nhất. Ok. Tình cảm ấy. Tôi ăn không? Ăn không bỏ ra này. Ngứa mặt. Không, thèm. Ăn không? Nè 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 nè. Không thèm. Cho mổ ếch rồi. Ok, mổ ếch đi mọi người. Đây mọi người, những con ếch này. Anh Mạnh thì đã cho nó gãy cái xương cẳng rồi nên nó không nhảy nữa nhá. Nó khỏe lắm. Ôi những con to này mà, bọn mình ấy bắt được những con ếch này. Anh chọn đây, có con bé tí rồi. Bọn mình chọn mà mua ấy mà qua trời mưa họ soi đi nhiều. Họ soi đi nhiều lắm. Thôi, bây giờ anh Mạnh sẽ mổ nhá. Rồi sẽ để anh Mạnh mổ nhá. To nhỉ, con ếch to thật. À rồi chị đến đi. Mọi người mình làm muốn làm sạch sạch lông ải cái nhớt. Nhớt con ếch này thì cho muối với cả mẻ vào nhá để cho rửa bóp cho nó hết nhớt đấy. Cảm ơn mọi người. Để làm sạch những cái nhớt của con ếch ấy và những thứ bẩn bên ngoài ấy thì anh Mạnh và bạn thì sẽ cho con mà sẽ cho muối và mẻ vào bóp nhé. Kìa chú là chú ếch con. Nó hai là hai mắt lồi à? À, mắt anh Mạnh giờ này mất ngủ có thể giống mắt ếch rồi đấy. Rồi mắt ếch này có hai là hai mắt tròn. Mắt thì cũng thương tôi em mất ngủ anh đấy, mắt em cũng ngu lên à. Đây mọi người, những con ếch thì đã được anh Mạnh mổ nhá. Anh Mạnh lấy cả lòng luôn đây. Lòng và cái cơ đây gọi là cái gì nhỉ? Hoa khế à? Hoa khế. Lấy có hoa khế mọi người. Rồi anh Mạnh sẽ chặt ra nhá mọi người nhá. Rồi, nè 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 nè. Có gì à? Có tù bà. Có tù bà lấy hết ạ. Anh Mạnh thì tiếp tục băm những con ếch ra nhá. Thôi, còn đằng này thì bạn Thùy đang rửa rau. Cái rau này có lá lốt mọi người, có lá lốt này, rau răm và một chút lá chanh nhé mọi người nhé, để át cái mùi của con ếch kìa mọi người. Rồi. Rau bằm sướng thật. Được không? Rau xịn của bác đấy, của bác Cường đấy.
phê. Phê anh để nguyên cái tòng này coi nhá. Cẩn thận bắn em ạ. Anh kéo đây. Đó. Mình vừa lùi đi. Anh Mạnh đến gần. Rồi. Phan Thùy sẽ đập chám mọi người nhá. Anh sát lại gần em tình cảm. Vâng. Cái chám này thì nó bắn vào áo thì nó thâm luôn mọi người. Đây là phải đập qua cho túi bóng rồi đập. Đây, đi đây này. Đó. Làm bếp thì không thể tránh khỏi rồi. Đó, những quả chám thì đập nhé. Anh Mạnh thì băm nốt những lòng nữa kìa anh. Đó ít thôi. Không phải đập dập quá này em. Đúng rồi. Chưa đâu. Em có khả năng này, em có thể đập nát đi. Đập vỡ là được mà mọi người. Để nó bắn lại nè. Đây mọi người, gia vị của mình có sả và hương nhé. Có lá lốt. Thì vừa nãy rửa của mình rồi đấy, với cả cho ít lá chanh mà cho thơm ấy. Rồi. Mình nhìn thấy ở cái mẹt còn có thêm vài củ nghệ nữa nha mọi người. Có nghệ. Mình đoán là sẽ làm cho nó có màu đẹp. Thùy thì chắc là đập xong rồi đúng không? À, một mẻ nữa là xong rồi. Này cho nhiều chám mà ăn cho nó ngon. Đúng rồi đấy, em thích ăn chám rồi. Thịt thì không cần mấy đâu, ăn chám được. Nhưng mà thấy bảo là cái chám to ngon á. Ngon. Chám này thì... Đó, bác thì không biết là làm món gì đây, thấy đang rửa nồi. À nấu đi bếp gà, bếp lửa. Vâng. Rồi bác thì rửa đồ giúp mình mọi người. Rồi, sẽ cho thêm một mấy quả ớt vào. Ớt cay. Ít ớt này cay lắm anh Mạnh ạ. Sợ bác không ăn được không? Rồi. Mình bây giờ quen rồi đấy. Món gì mình cũng hay cho ớt nhé. Rồi, mình cứ ăn cay. Đó, bác Cường vừa lấy ra một gia vị không thể thiếu nữa này, mọi người. Mọi người cái hạt bai, hạt đen đen được không? 4 hạt. Bé tí thôi nhưng mà nó có sức lợi hại. Hôm nay mình đi quên mất không đem theo. Đây là hạt dổi mọi người nhá. Một cái gia vị không thể thiếu trong những cái món ăn ở trên Tây Bắc mình mọi người ạ. Nó bé nó dậy mùi thơm lắm. Nghiện mà. Rồi sẽ đập dập và cho vào đây cùng nhau. Trong cái lọ có không có tất cả gia vị được chế biến hết rồi mọi người.
Nhờ mình trộn chám với cả ấy, mấy gia vị này vào cùng nhau luôn nhá, vì cho nó ngấm gia vị. Ở thì hộ anh Mạnh nêm gia vị nhá. Ít thôi, nhạt thì tí nữa mình còn cho thêm được. Còn mặn quá thì dở hơi ấy. Ơ cái lòng đấy thì như nào anh Mạnh? Xào đó. Em cho anh thêm ít nữa. À muối. Rồi sẽ trộn gia vị lại nhá mọi người nhá. Mọi người ạ, cái những con ếch ấy thì sẽ được xào vào bếp gang nha mọi người nhé, bếp củi nhé, và nồi gang ăn là mới ngon, nó giữ nhiệt mà. Thì mình om mà om cho chám chín nữa, ếch chín nữa là tuyệt vời luôn. Rồi khô rồi, bây giờ sẽ cho mỡ vào nhé. Thủy đang múc mướp xào ra mọi người nha. Ở ngoài kia thì những con ếch thì đã om gần chín rồi. Bây giờ tí nữa thì sẽ cho rau vào nữa là xong thôi. Đó. Hôm nay có khá là nhiều món, tí nữa thì mình sẽ quay chi tiết mọi người nhé. Hoa thiên lý, canh hoa thiên lý mọi người. Hai ba. Ăn chín rồi, bây giờ mình cho lá lốt, rau răm với lại lạt tía tô vào nhé. Mọi người, ăn thì sẽ cho vào mọi người nhé. À chắc chắc vừa mới ăn đấy, ăn chín. Đây mọi người. Đây cháu có nấu với quả chám mọi người nhá. Thơm lắm mọi người. Tuyệt vời luôn. Đó, có cá muối sổi này. Có canh đắng nữa cơ. Anh Cường thì đang múc canh đắng mọi người. Đây này. Cái canh canh cá đắng này mọi người. Mình cũng truyền tải vài video rồi. Cái này ăn giải rượu tốt lắm. Ăn đi giải độc ấy. Uống cái này và cứ uống rượu đến sáng mai cũng không say đúng không? Uống rượu sáng mai không say. Thế cho em mấy bát. Xin mời mọi người
cùng ăn cơm với gia đình nhà bác Cường và ba anh em mình nhá. Để em rắc. Trước khi ấy rồi xin mời đây xin mời mọi người cùng ăn cơm bữa cơm tại nhà bác Cường nhá và ba anh em mình rồi xin mời nhá. Rồi, chén rượu để cháu yêu à. Vâng ạ. Ô hỏi thì mà sao cháu trả lời nhỉ? Chưa biết được ạ. Thôi mời mọi người. Cháu yêu. Bật rồi. Thế gì? Thế gì rồi? Chén đầu tiên mà. Chén đầu tiên gì? Đấy. Thế rồi. Chén đầu tiên bát không mà. Dạ mà. Mà. Nấu rượu ấy người ta sẽ thua chung bằng đất ấy thì nó sẽ hút cái tôi chưa nào món này gần như là cái cồn cái mùi nồng ấy thì có món nó nát thì nó xin mời mọi người nhé làm một tí nước đắng rượu nước tiền ngon đây mọi người mình sẽ gắp một miếng rau một miếng chám một miếng thịt thử xem mình thế là không dám chặt to ấy. Ăn như đồ ấy. Đó ăn đi ngon rồi cứ ăn khỏe chưa lên đến đây đây nhỉ lần đầu tiên lên đây nhỉ lên nhiều ăn đi ăn cơm đây rồi mọi người ăn khỏe và mới lên ngon lắm. Con mời ông ấy. Cậu. Thôi, mời mọi người ạ. Ba uống một chén ạ. Mời nhá. Cảm ơn mọi người. Anh Cường là sinh năm bao nhiêu ạ? 88 ạ. 88. Anh của mình theo 88 mọi người ạ. 89. Lượng. 89 anh. Tăng lượng không? 2 89 lên. Để 12 tháng 2 89. Nhưng mà vẫn chưa có người yêu. Nhìn trẻ nhỉ, nhìn trẻ anh Mạnh ấy. Anh Mạnh hơi nhàu mọi người đây. Mình không phải bóc phốt đâu, nhưng mà anh Mạnh nhàu thật. Đây, anh mình sinh năm 89 mà 89 là năm nay 31 tuổi rồi đấy. Cháu chưa có người yêu. Cậu có người yêu, cậu có dù cháu tán gái thôi. Cháu chưa có người yêu đâu. Tối đi. Gió đẹp trời. Nhưng không biết tán gái mọi người ạ. Mình giới thiệu đấy, đang giới thiệu đấy. Bạn nữ nào mà muốn làm dâu Tây Bắc thì cứ liên hệ mình nhá, mình sẽ liên lạc. Ba đang khen. Lấy mẹ này, lấy con mẹ này về biết làm cơm. Chăm chỉ, chăm chỉ sẵn. Mời nhá. Bác thì thua mẹ hẹn mình chơi khổ này. Mời ông. Mình yêu cả nhà nhớ. Mình yêu. Mà u con này đốt thôi. Ờ, mày u đau lắm. U u u đôi. Nhanh trí cho bố. Quay đốt rồi. Con này đốt. Đau. Đau như qua ấy. Nó cũng quay.
Đồ con lấy làm con dâu bán. Vâng, cháu. Đấy, anh Cường này. Em rồi còn anh. Duyên cái gì? Chú lấy cháu còn được mà. Còn cháu nhỉ? Lấy ra rồi, ở nhà. Đi ra quán họ tao gọi cháu chú mà. Nhìn bạn anh nhau chứ gì cho chú. Tôi nhau tại ai? Đó Hiền bé trai. Vâng. Em mới gọi cho chú. Mày là con thứ hai đấy bà. Con thứ hai. Con thứ hai à? Ừ. Có mọi người một cái video mà mình chia sẻ cái món ếch nấu với quả chám mọi người nhá, của dân tộc mình và một cái bữa cơm tại gia đình nhà bác Cường ngày hôm nay. Mình sẽ kết thúc video tại đây này. Nếu mọi người thấy video mình chia sẻ hay thì đừng tiếp một like, một share để ủng hộ team mình nhá. Xin chào tất cả các bạn và mình sẽ phải nói tiếp. Xin chào ạ. Nói rượu anh. Nói rượu đi, rượu làm chén giảm tiếp.